Bán hàng online đang là một trong những công việc được rất nhiều người trẻ ưa chuộng. Thậm chí, còn có không ít người đã thật sự đổi đời, kiếm được mức doanh thu khổng lồ nhờ vào công việc bán hàng online. Một trong số những hình thức quảng cáo phổ biến nhất, theo kịp với sự phát triển của công nghệ như hiện tại chính là livestream. Đó cũng là lý do mà giờ đây xuất hiện vô số những cô nàng streamer, YouTuber gợi cảm lên sóng chỉ với một mục đích duy nhất, quảng cáo sản phẩm quần áo. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên vô số những lo ngại, đặc biệt là khi những cô nàng gợi cảm như Sun Mi trong câu chuyện dưới đây lại lựa chọn quảng cáo nội y. Sun Mi, cô nàng youtuber trong câu chuyện. Theo đó, chẳng biết nên gọi Sun Mi là hot girl, người mẫu ảnh hay youtuber nữa. Nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt là vòng một căn tròn gợi cảm, Sun Mi từ lâu đã là cô nàng nổi tiếng. Tuy nhiên, theo thời gian, cô nàng cũng dần dần gia nhập ngành công nghiệp YouTube, nhưng tuyến nội dung của Sumi thì lại rất đơn điệu nhưng vô cùng thu hút. Đó chính là review nội y, cũng vì thế mà mới đây thôi, cô nàng bất ngờ phải nhận về vô số gạch đá sau clip bị đánh giá là quá phản cảm của mình. Cô nàng mới gặp phải các rối vì một clip có phần phản cảm. Theo đó, trong lần lên sóng mới nhất, cô nàng Sumi vẫn mang tới cho người xem màn review nội y quen thuộc. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là lần này. Mẫu mã mà Mi quảng cáo lại quá nóng bỏng, hở ngang cắt dưới đầy táo bạo. Nếu như việc mang lên tận tay, quảng bá chất liệu và công dụng cũng như mẫu mã cho người xem tuy có phần hơi gợi cảm nhưng cũng chấp nhận được thì hành động sau đó của Mi lại bị lên án dữ dội. Không dừng lại ở mức quảng cáo thường, Mi còn mặc thử luôn, sau đó quay trước sau trái phải cho người xem có thể thoải mái ngắm nhìn vóc dáng gợi cảm của cô nàng. Cô nàng YouTuber chẳng những mang nội y da để di viên mà sau đó còn mặc thử. Đồng thời khiến không ít người phải đỏ mặt khi quay mọi góc độ để quảng cáo sản phẩm. Màn quảng cáo quá lố lần này của Sumi nhận phải vô số ý kiến trái chiều và thậm chí, không ít người còn chỉ trích về sự hớ hên, phản cảm quá đà của cô nàng. Tuy nhiên, nhìn lại thực tế thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nàng này thực hiện các màn quảng cáo nội y nóng bỏng. Kênh YouTube của Sunmi hiện đang có 145.000 lượt đăng ký và đa phần trong số đó lựa chọn theo dõi cũng là vì sự gợi cảm của Sunmi là chính. Xem ra, sai lầm của Sunmi là lựa chọn bộ nội y quá nóng bỏng cho lần lên sóng này thì phải. Trong quá khứ, cô nàng Sunmi từng không ít lần khiến các fan phải bỏng mắt. Với những bộ trang phục review nội y siêu táo bạo,